Xin chào tất cả anh em. Thì đây, nay mình test lại một con VSC 400A. Đây mình sẽ test được cái cối pin, là cối pin này, cối pin mình sẽ test nên là nó không, dòng nó nhỏ thôi. Đấy, 59,12V. Đấy, bây giờ mình chạy với con này. Đây là con VSC. Con này hôm qua là mình chạy không han, hôm nay không han mình chạy với con đây. Qua không han là mình chạy với con 2500W. Qua mình chạy với con này là con 2500W, chạy không han. Đấy, thế nhưng mà hôm nay mình sẽ chạy với con 3000W. Đây, 3000W, và con này mình chạy có han nhé. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ chạy cò han với cái con này. Cho anh em xem. Thì đây là dây động cơ và dây vào IC này. Đấy. Nào. Đây, mình dùng cái cặp nguồn này. Đây, mình dùng cái cáp nguồn này, mình lại không có cái rắc của nó nên là đấu có cái cáp nguồn này. Cặp này. Đây. Cặp này nó không an toàn nhé, anh em lưu ý, đây là mình chỉ test thôi. Đây là dây dương. Đây là dây âm này. Đây là công tắc bật này. Bật thì bật lên khoảng tầm chắc tầm 10-15 giây đấy thì cái bo VSC nó loát chương trình đấy, nó loát để nó chạy, thì bật lên cái nó không chạy được ngay đâu. Đây là dây tay ga nhé, chú ý là cái này nó sẽ hỗ trợ luôn cả tay ga và kiểu dạng RC. Đây là dây RC này, đây là dây tay ga này. Đấy, đây mình cắm dây tay ga vào. Còn đây là dây USB, USB nó dài của mình bó lại đây. Đấy. Để xem kết nối, để xem thông số. Đây. Chưa bật này. Và Bluetooth lên. Rồi bây giờ là mình đang chạy với pin này 59,1V này, em nhìn rõ đây. Dòng không này, dòng không này. nhiệt độ của bo cái SC là 31 độ. Đấy, còn cái nhiệt độ motor là 56 độ. Đây là 56 độ này là không phải đúng, tại vì mình không có lắp cảm biến nhiệt cho nó. Đấy, thì đặt mặc định luôn theo cốt, mình để luôn là như vậy. Đấy, nên cái này không quan tâm. Để đâu cho hợp lý bây giờ này. Đây thì đây để mình ra để cho anh em xem. Súng bắn nhiệt độ, à quên, súng bắn tốc độ. Cái con này, cái con 3000W này thì cái tốc độ mình thấy là nó chậm hơn con 2000W. Đấy. Con này nó tương đối là nguy hiểm. Hợp lý để giữ được nó. Anh em thông cảm nhé. Đây.
60 là 9.400. Lắp hết rồi. Đây đây, anh em xem lại. Con này nó tốc độ cố định ở điện áp 60 nó là 9.400. Đây, cho anh em xem lại. Đây anh em xem này. Mà mình đo thực tế là 9.400 nhé. Đây là mình, anh em nhìn vào cái bảng này. Đấy, nhìn tốc độ thực tế xem nó là bao nhiêu. Đấy. Đấy. Nhìn ra lên. Ok, xin chào tất cả anh em.